May the sound of this bell penetrate deep into the cosmos. Even in the darkest spots, living beings are able to hear it clearly, so that all suffering in them cease, understanding come to their heart, and they transcend the path of sorrow and death. Bao nhiêu năm có mặt ở đời là bấy nhiêu năm ở chùa, sinh ra trong một cái làng quê ở Pleiku. Sinh ra là bố mẹ đã đưa vô chùa rồi. Hồi đó có người thân ở chùa đi tu, nên rồi nhà sát chùa. Biết hồi đó sao cứ nghe tiếng chuông là chạy qua chùa. Và từ tấm bé thì cả nhà lại thích ở chùa, có mấy cô chăm. Rồi sau dần thì nó quen ở chùa. Khi mà học hết 12 rồi thì bố mẹ có nói là thời nhỏ thì không biết gì nên thôi thích ở chùa, còn bây giờ đủ nhận thức rồi. Thì bố mẹ vừa nói đến câu đó là mình biết bố mẹ muốn nói gì rồi, thì chấp tay thôi cho con đi tu chứ đừng có một cái con đường khác. Năm 84 thầy vô Sài Gòn ở một ngôi chùa ở dưới Tân Bình. Đến năm 88 thì ở Vĩnh Nghiêm giáo hội mở cái lớp trung cấp Phật học. Thầy về đó để học 4 năm, sau đó là 4 năm cao cấp vận hành. Rồi sau khi mà học vận hành xong rồi đó thì một thời gian thì ra trường về nhận ngôi chùa tu viện Khánh An này.
củng cố tâm Bồ Đề và tên thầy đã bắt đầu khắc họa trong tôi. Đúng như tên gọi, một ngôi chùa nằm sâu trong núi, nhưng kinh sách thì rất nhiều. Trong lúc mọi người chiêm ngưỡng những tượng Phật, pháp cụ, pháp khí, thì tôi chầm chầm vào những tủ kinh sách. Tôi không để ý đến tủ có những bản kinh tụng, chỉ lưu tâm tủ có sách nghiên cứu Phật học. Tôi nhìn lướt qua, mắt sáng lên hai chữ nhất hạnh. Lòng rộn rã với ao ước có được. Tôi canh lúc mọi người đi dạo, liều lĩnh vào phòng hòa thượng chủ trì thưa bạch, nhút nhát mà liều thật: "Bạch ông, con thấy trong tủ của ông có mấy quyển sách Phật học, ông cho con xin về để học ạ." Lúc đó còn chưa biết đến từ thỉnh kinh nữa. "Quyển nào con?" hòa thượng hỏi. Dạ, tôi ngập ngừng thưa, mấy quyển nẻo vào thiền học, đạo Phật ngày nay đó ạ. Ngài nhìn thẳng vào mặt tôi: "Sách thầy nhất hạnh đó hả?" Dạ, tôi mở miệng lý nhí. Ngài đưa mắt nhìn xung quanh, rồi cũng lý nhí: "Con đi ra ngoài chơi đi, để thầy tính." Mấy phút sau, hòa thượng bước ra ngoắt tôi vào, không nói lời nào. Ngài đưa cho tôi một túi ni lông đen và tôi biết đó là gì rồi. Mừng đến run rẩy, miệng cũng không thưa thốt được lời nào. Tôi chỉ đưa hai tay nhận rồi cúi đầu tạ ơn. Kiếp đầu đời của tôi về thầy chỉ là những vần thơ, những khúc hát, những câu chuyện thời luận của người lớn, rồi dần dần đọc được những tác phẩm của thầy. Hình ảnh thầy có mặt trong tôi, lưu dấu trong tôi không hời hợt như cơn gió thoảng, mây bay, mà là thấm đẫm hồn tôi như cơn mưa đầu hạ, thấm chất thi ca, thấm câu văn pháp và thấm cả pháp môn hành trì. Bài 12 về làng. Ấn tượng đầu tiên cũng là sự ngạc nhiên của tôi giây phút về làng là sự trọng thị của lễ nghi cung đón. Nếp sinh hoạt làng Mai vốn nhẹ nhàng, giản đơn, không chuộng hình thức lễ nghi lắm. Ấy vậy mà giây phút đoàn giáo hội có mặt, chuông đại hồng, trống bát nhã được khiêng để hẳn ngoài thảm cỏ xanh đầu làng.
Xe của đoàn vừa dừng lại đã nghe tiếng chuông trống vang lên cả hoảng trời không. Khai lễ, khánh dẫn thỉnh và cặp lọng được quý thầy cung rước trang nghiêm. Hàng trăm tăng ni với tấm y vàng khoác trên chiếc áo nâu xếp hai hàng rất dài từ đầu làng để nghinh đón. Thiền sư Nhất Hạnh thì vẫn với chiếc áo nâu bình dị, khoác thêm chiếc áo lạnh và khăn quàng cổ cùng màu đứng chờ sẵn. Xe dừng lại, cửa mở ra, các hòa thượng bước xuống. Thiền sư nhẹ nhàng tiến tới. Sự tiếp xúc đầu tiên của thầy làng Mai với đoàn sau cái chắp tay chào nhau là cái ôm. Mỗi vị đều được thiền sư mở rộng vòng tay ôm vào lòng. Đó là đạo tình cao quý của một cuộc hội ngộ thiêng liêng. Khoảnh khắc đẹp đẽ đó đã làm tôi mừng vui rơi nước mắt. Đó là cái ôm của tình huynh đệ sau bao năm biền biệt hải giác thiên nhai, là sự đoàn tụ của những trái tim Phật suốt mấy mươi năm nội hoằng thánh giáo, ngoại diễn pháp âm. Tôi cũng hạnh phúc là người cuối cùng được thiền sư giang tay ôm vào lòng. Không biết có chủ quan không, tôi cảm tưởng như thiền sư ôm mình lâu hơn. Cái khoảnh khắc ấy, bỗng thấy mình nhỏ bé trong đôi bàn tay bao la của thầy. Sau khi ôm nhau, những nụ cười niềm nở trao cho nhau, thiền sư và đoàn rảo bước tiến vào bên trong giữa hai hàng rào danh dự là tăng và ni. Chùa Pháp Vân, xóm Thượng, nơi sư ông và tăng thân làng Mai tiếp đoàn. Sau khi dâng hương lễ Phật, bảy chiếc ghế được bày ra, năm vị trong đoàn cùng với thiền sư và hòa thượng Chí Mậu an tọa. Là người nhỏ nhất, tôi ngồi chiếc ghế ở vị trí ngoài cùng phía bên trái. Vừa định ngồi xuống thì thiền sư đặt bàn tay phải của ngài lên vai tôi, tay kia chỉ chiếc ghế kế bên như bảo rằng: "Hãy ngồi vào ghế trong đi." Tôi nhích vào ghế trong. Hóa ra thầy ngồi ghế ngoài cùng, ghế mà tôi định ngồi. Vậy là tôi được ngồi kế thầy. Do đã tìm hiểu về làng Mai nên tôi không mấy ngạc nhiên khi đặt chân đến chốn thâm sơn cùng cốc này. Khác với nhiều người hình dung, làng Mai như là một trung tâm tu học với cơ sở nguy nga, chùa to, Phật lớn. Thế nên khi đến đây, không ít người đã ngớ ra: "Ủa, làng Mai là thế này à?" Dấu ấn sinh động, biểu tượng của văn hóa truyền thống duy nhất tại đây là tháp chuông đứng uy nghiêm giữa một khu đất rộng với thảm cỏ xanh. Nếu không có tháp chuông, thật khó để nhận ra đây là một trung tâm tu học. Những cơ sở gọi là chùa hay thất đều tạo dựng đơn giản, chủ yếu bằng gỗ, không có mái cong, ngói đỏ, rồng phụng như người ta vẫn thường thấy những ngôi chùa truyền thống ở Việt Nam. Mình là thờ
đi. Chỉ có thờ, chỉ có đi, không người thờ, không người đi, người đi. An khi thờ, lạc khi đi, an là thờ, lạc là đi, là đi. Đệ Bụt thờ, đệ Bụt đi, mình khỏi thờ, khỏi đi. Bụt đang thờ, Bụt đang đi, mình được thờ, mình được đi, được đi. Bụt là thờ,